Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, phàm là con người, ai mà chẳng phải vật lộn trong cái vòng xoáy mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Ai cũng mong muốn mình được giàu có, trở thành đại gia, sở hữu nhiều của cải, tiền bạc để lo lắng cho bản thân, cho gia đình và giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì cơ may và may mắn là hai yếu tố rất quan trọng, luôn song hành với nhau. Các bậc thầy phong thủy học cho rằng 10 cái dấu hiệu dưới đây chính là cái điềm báo may mắn, tài lộc chuẩn bị ập đến. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt cái thời cơ tốt này để trở thành đại gia nhé. 10 dấu hiệu cho thấy bạn sắp trở thành đại gia, may mắn hơn cả chúng số độc đắc. 1. Dấu hiệu phát tài ở má. Thực ra có thể nhìn vào cái màu sắc má mà đoán được cái vận trình sắp tới của một con người. Nếu lúc nào mà má cũng hồng hào, sáng bóng thì người đó sắp có chuyện tốt. May mắn cũng sắp tới, muốn cản thì cũng không được. Trong thời gian tới, người đó làm gì thì cũng được suôn sẻ, cuộc sống thì thoải mái và êm đềm. Nhưng nếu phần má không có màu sắc gì, sắc màu da khô héo tựa như phủ lên một màu xám, thì người đó gần đây có nhiều chuyện trắc trở, làm việc mệt mỏi, cực nhọc, nhưng mà không đạt được những kết quả như mong muốn. 2. Mắt trái giật liên hồi. Xét về mặt sinh lý, bất kể là mắt trái hay mắt phải, khi mà bị giật ấy, thì mọi người thường cho rằng là do đôi mắt làm việc quá sức, quá nhiều nên dẫn đến là tình trạng mắt bị mệt mỏi. Nhưng xét về mặt thần học cũng như là các yếu tố về tâm linh ấy, thì cái việc mắt giật liên hồi có ý nghĩa, nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Đặc biệt, nếu đột nhiên bạn cảm thấy mà mắt trái nó giật liên hồi, có nghĩa là may mắn đang đến gần với bạn. Không cụ thể là việc gì, nhưng mọi thứ bạn bắt tay vào làm đều được suôn sẻ, thuận lợi. Có khả năng bạn sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Người này sẽ giúp bạn tạo điều kiện để xây dựng cái sự nghiệp vững chắc và cũng có khả năng cao là bạn sẽ gặp được cái cơ hội có 1 không 2 để làm giàu. Hay là sẽ gặp được một nhân duyên tốt giúp bạn sớm có được cái hôn nhân viên mãn, vân vân. Nhìn chung, cái biểu hiện mắt trái nó giật liên hồi là báo hiệu của sự may mắn, nên là cứ chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi cái may mắn về mình. 3. Sắc mặt và thần thái sáng bừng. Sắc mặt và thần thái của một người ấy, không chỉ giúp họ nhận ra được cái tình trạng sức khỏe, mà còn có thể biết được cái vận may trong tương lai như thế nào. Đối với những người phải đối mặt với căng thẳng, phiền não, sắc mặt sẽ đột nhiên bị tối sầm và ấn đường thì nhợt nhạt. Nhìn chung, cả gương mặt thì đều tái nhợt đến bất ngờ. Tuy nhiên, nếu như mà sau một đêm ngủ dậy ấy, mà bất chợt bạn cảm thấy cái sắc mặt của mình dần dần thay đổi, ánh mắt long lanh và tinh anh, nhìn vào gương cảm thấy được một cái sức sống mãnh liệt đã tỏa ra, thì xác định bạn sắp gặp được may mắn, được nhiều cái may mắn trong thời gian sắp tới. Cái điểm này cho thấy cái tâm trạng của bạn đang dần dần được tốt lên và những cơ hội tốt đang chờ bạn ở trước mắt. Chỉ cần bạn dũng cảm tiến về cái phía trước, nắm bắt lấy cơ hội thì khả năng sẽ tạo được một khối tài sản lớn hơn là mình mơ ước. 4. Lông tơ trên nốt ruồi nào đó của bạn bỗng nhiên dài ra một cách bất ngờ. Theo nhân tướng học thì nốt ruồi trên cơ thể của mỗi người đều có liên quan đến sự giàu có, sự nghiệp và hôn nhân. Hình dáng nốt ruồi thì cũng có nhiều loại, nhưng nếu trên nốt ruồi mà có lông tơ ấy, thì đó là biểu hiện của sự hiếm hoi, là một hiện tượng hiếm hoi. Nếu như lông tơ ở nốt ruồi nào đó ở trên cơ thể đột nhiên dài ra một cách bất thường, thì đó chính là dấu hiệu của sự giàu có và may mắn trong cái tương lai gần. Những người có điểm này thì thường sẽ gặp được cái cơ hội tốt đẹp trong công việc. Mọi kế hoạch chuẩn bị thực hiện trong cái thời gian ngắn sẽ suôn sẻ và thuận lợi một cách bất ngờ. Không những thế, cái tài vận cũng chuyển biến một cách là tích cực, có khả năng làm giàu chỉ sau một đêm. 5. Cây cối đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Thông thường biểu hiện phong thủy ngôi nhà ấy không tốt, hoặc là trong nhà có nhiều chuyện không vui, bệnh tật ấy, thì cây cối hay vật nuôi cũng chỉ có tâm trạng ủ rột và héo tàn. Ngược lại, nếu mọi thứ đều trở nên tươi tốt, hoa nở, cây cối đâm chồi nảy lộc thì là biểu hiện của sự sống, khởi đầu của những cái điều vui mới, may mắn và thành công. Bạn cũng nhớ, nếu mà đã trồng cây hay là nuôi vật ấy, thì hãy thường xuyên chăm sóc cho chúng để đem lại cái vận may cho mình. 6. Bàn tay trái hoặc là tay phải bỗng nhiên rung lên. Đấy. Nếu một trong hai bàn tay của bạn tự nhiên rung lên thì đấy là cái dấu hiệu của tiền bạc sắp đến với bạn. Nếu tay trái rung lên ấy, thì bạn có thể sắp trúng số hoặc là có một cái khoản tiền mặt bất ngờ nó ập đến. Nếu tay phải của bạn rung lên là dấu hiệu sắp có tiền, nhưng mà cái tiền này là do bạn làm ra. Cái trường hợp lòng bàn tay ngứa thì cũng có một chút khác biệt. Nếu lòng bàn tay trái mà ngứa, tức là bạn sắp có lộc trời. Ngược lại,
cái lòng bàn tay phải mà ngứa thì là bạn sắp phải chi cái khoản tiền nào đó khá là lớn. Thứ bảy là mơ thấy mình giữa đại lộ. Nếu bạn mơ thấy mình giữa một con đường rộng và đẹp thì bạn sẽ sớm đón nhận được những cái hạnh phúc trong cuộc sống. Một con đường thênh thang trong cái giấc mơ ấy, cũng sẽ báo hiệu những cái thuận lợi sắp đến trên cái con đường công danh sự nghiệp của bạn. Bên cạnh đó, giấc mơ này cũng là cái điềm báo đầy may mắn cho rằng bạn sẽ có những cái người bạn tốt ở bên, hỗ trợ bạn hết mình qua cái những cái khó khăn và đạt được những cái mục đích một cách là mỹ mãn trong cái sự nghiệp và trong cuộc sống. Thứ 8 là mơ thấy cá vàng đang bơi lội. Hình ảnh cá vàng bơi lội uyển chuyển cho thấy cuộc sống an nhàn và thoải mái. Vì thế, đây được xem là giấc mơ may mắn về tiền bạc. Những giấc mơ về những chú cá vàng đang tung tăng bơi lội ấy là điềm báo về sự may mắn sắp xảy ra. Vì thế, hãy sẵn sàng đón nhận. Giấc mơ thấy số lượng cá vàng nó tỷ lệ thuận với cái vận may của bạn. Có nghĩa là mơ càng nhiều thấy cá vàng thì các bạn càng gặp nhiều cái may mắn. Người nằm mơ thấy cá vàng mà đang tìm việc mới thì điều này sẽ có nhiều cái dấu hiệu cho thấy bạn sẽ tìm được cái công việc mới thuận lợi hơn. Đừng bỏ lỡ cái cơ hội tốt như vậy nếu mà nó xuất hiện. Nếu người nằm mơ là những người đang kinh doanh, làm ăn thì chứng tỏ công việc của họ sắp tới sẽ gặp nhiều thuận lợi, doanh thu cao dồn dập đổ về và cuộc đời họ sẽ phất lên như diều gặp gió từ đây. 9. Gặp rắn hay là mơ thấy rắn. Nếu bạn vô tình gặp cái loài bò sát này thì hãy chờ đón những điểm may mắn đến với mình nhé. Khi bạn gặp rắn, bạn có thể sẽ gặp được quý nhân phù trợ. Những điều tuyệt vời khác sẽ luôn đến bên bạn. Dù tín ngưỡng hay là không ấy, thì rắn vẫn là một con vật mà nhiều người không dám giết hại, bởi nó gắn liền với nhiều cái niềm tin về tâm linh. Loài vật này không hại người mà nó sẽ bỏ đi nếu mà nó ý thức được có sự có mặt của con người hoặc là ý thức được cái sự nguy hiểm đang cận kề. Đặc biệt, rắn sẽ không tấn công người nếu không cảm thấy bị đe dọa. Có một số người mà không gặp rắn mà lại mơ thấy rắn. Giải mã giấc mơ thấy rắn cho biết điều đó đồng nghĩa với việc là tài lộc của bạn sắp trở nên dồi dào, thậm chí bạn sẽ liên tiếp gặp may về mặt tài chính. Thì ngoài ra, nó còn báo hiệu cho bạn thấy là có một cơ hội tiến xa hơn nữa trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình. Nếu bạn đang có một cái thương vụ làm ăn lớn, có ý định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nào đấy, thì hãy bắt tay vào làm ngay. Vì giấc mơ này báo hiệu rằng bạn sẽ có những cái thành quả ngoài cái mong đợi và cái lợi nhuận mang lại rất là lớn. Thứ 10, rơi làm tổ trong nhà. Đây là một trong những dấu hiệu mạnh mẽ nhất báo hiệu rằng gia đình bạn sắp gặp những điều may, kể cả vấn đề tiền bạc, tài chính cũng như là công danh sự nghiệp. Theo người Trung Quốc, con rơi ấy là biểu tượng của sự giàu có, sự dồi dào. Chúng ta thường thấy các mô hình con rơi 5 đồng, tức là gì, ngũ phúc lâm môn, là một tính năng thiết kế rất phổ biến, được tìm thấy trên nhiều cái tranh nội thất cũng như là tranh vẽ gốm sứ. Vì họ tin rằng con rơi chỉ làm tổ ở những nơi mà tốt lành nhất, vì rơi có thể ngửi được những cái nơi mà có vận khí tốt lành. Nếu con rơi bay đến và làm tổ dưới cái mái hiên nhà bạn, thì điều này báo hiệu niềm vui, sự may mắn sắp tới với cả gia đình bạn. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều cái may mắn. Nhưng khi cơ hội đến thì không phải ai cũng biết nắm bắt để biến thành cái bệ phóng cho bản thân mình. Bởi vậy thì mới nói, chính cái sự may mắn cũng là một trong cái loại năng lực. Bạn càng ít năng lực thì vận may càng vơi cạn. Bạn càng bản lĩnh thì cái cơ hội tốt lúc nào cũng gì mở rộng vây quanh bạn. Trong thực tế, cuộc sống còn có rất nhiều cái điểm báo trước mà nếu mà chúng ta nhanh nhạy ấy, và giỏi lĩnh hội và cảm nhận thì nhất định có thể là thấu hiểu. Từ đó sẽ đón cát tránh hung, giữ bình an cho bản thân và mọi người trong gia đình. Ở trong phần tiếp theo của chương trình, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 kiểu người đi đâu cũng sẽ gặp được may mắn. Số trời đã định sẽ phú quý giàu sang. Các bạn hãy cùng theo dõi xem đó là những người như thế nào. 1. Những người sẵn lòng đối mặt với thực tế. Có thể hiểu rằng cái sự may mắn mà chúng ta đón nhận được trong cái cuộc sống xuất phát từ chính cái việc sẵn sàng đối mặt với cái thực tế. Lý do mà nhiều người không gặp được may mắn ấy, là do họ không đối diện với cái thực tại. Khi gặp thất bại thì những người này có xu hướng là từ bỏ hoặc là bỏ chạy hoặc là gì? Hoặc là đổ lỗi cho người khác, thay vì phân tích những cái sai lầm và rút ra những cái bài học kinh nghiệm cho chính mình. Những người này sẽ không bao giờ có được cái may mắn. Có một sự thật là may mắn không bao giờ tách rời với cái sự nỗ lực và sự can đảm đối diện với thực tại. Những người không ngừng làm việc và làm việc chăm chỉ sẽ có cái cơ hội của chính mình. Xuất phát điểm có thể là những cái khó khăn, nhưng đó không phải là lý do từ bỏ, chạy trốn những cái thực tại. Bởi mọi khó khăn đều là cái tức thời. Chỉ cần đủ can đảm vượt qua khó khăn thì bạn sẽ tìm được những cơ hội của mình. Cái phần thưởng chính là cái sự may mắn mà bạn nhận được. Vì thế, nếu bạn muốn có được cái sự may mắn,
muốn điều chỉnh được cái sự may mắn của chính bản thân mình, thì trước tiên bạn cần phải điều chỉnh cái tâm lý của chính bạn thông qua việc đối diện với thực tế và làm một cách chủ động hơn. 2. Những người dám thử sức mà không sợ rủi ro luôn tìm ra được cái mục tiêu của chính mình. Cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm, và từng trải nghiệm mà mỗi người đi qua trong cuộc đời ấy, sẽ làm giàu có thêm cái vốn sống của họ, giúp cho họ tìm ra cái bước đi riêng, kể cả khi bạn ở cái điểm xuất phát thấp. Nhưng khi bạn có nó và được định hướng mục tiêu phát triển cho riêng mình, thì cái vận may sẽ tự nhiên mà đến với bạn. Một doanh nhân thành đạt đã từng chia sẻ lại cái câu chuyện của chính mình. Anh ta vấp ngã trên thương trường, anh ta khởi nghiệp nhưng lại thất bại trong cái lĩnh vực mà mình chọn ban đầu. Tuy nhiên, anh ấy không hề nản chí và tự nhận ra rằng cái tiềm lực của bản thân, cái tiềm năng lĩnh hội của mình thì vẫn còn rất là nhiều. Và anh ta biết được cái tiềm năng trong lĩnh vực truyền thông nên lại một lần nữa dồn sức vào cái con đường mới mà lựa chọn ra cái hướng đi phù hợp. Và rồi anh ta cũng đã có được cơ hội của mình, thành công đến từ cái việc anh ta không từ bỏ. Thì mỗi người luôn có những cái con đường đi riêng của mình. Con đường này sẽ giúp giải phóng cái đam mê, động lực, giúp bạn tìm thấy được một cái cuộc đời ý nghĩa nhất. Một ví dụ khác là Lý An, đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc, cũng đã từng kể qua những cái thời gian khó khăn của mình trong cái sự nghiệp mà làm phim. Thì khi đó ông chưa hề có tiếng tăm, phim làm ra thì cũng chưa được như ý. Ông có lúc tuyệt vọng muốn từ bỏ cái con đường mình đã chọn. Lúc đó vợ ông đã động viên và nói ông đừng bỏ cuộc, cần phải tiếp tục kiên trì để tiến bước. Lý An sau đó tiếp tục kiên trì và nỗ lực theo đuổi cái đam mê của mình, và thành công cũng đã mỉm cười với ông. 3. Những người sống có trách nhiệm với bản thân và không ngừng tự trau dồi kiến thức. Bản chất của sự may mắn chính là dù trong ở cái trạng thái nào, ở vị trí nào thì chúng ta cũng không vội vàng làm ẩu, mà trái lại cần phải tìm ra những cái điều tốt nhất làm cho bản thân mình và những người xung quanh. Đó là trách nhiệm. Thì rất nhiều người nghĩ rằng họ không hạnh phúc vì người khác hãm hại. Tuy nhiên, sai lầm của bạn chính là đặt niềm tin, đặt hy vọng của mình vào người khác. Khi bạn là người có trách nhiệm với bản thân, bạn không để đem cảm xúc hay cái sự đánh giá của người khác quyết định vào cuộc sống, cuộc đời của mình. Mà thay vì cái điều đó, bạn sẽ lắng nghe cái cảm xúc của cơ thể bạn. Khi bạn tìm thấy cảm giác hài lòng, thỏa mãn ở nơi chính mình, đó chính là cái nguồn hạnh phúc thật sự. Người xưa thường nói, dựa vào cây thì cây có thể đổ, dựa vào người thì người có thể đi. Chi bằng dựa vào chính bản thân là tốt nhất. Chỉ có chính bản thân mỗi người là đáng tin cậy mà thôi. Chịu trách nhiệm với bản thân bên cạnh đó cũng có nghĩa là không ngừng tự cải thiện cái bản thân của mình. Đôi khi cái vận may không mỉm cười với chúng ta, có thể là do chúng ta chưa đủ mạnh để nắm bắt lấy chúng. Và chỉ nhờ cái việc phát triển năng lực của chính mình thì bạn mới làm được những cái điều đó. Các bạn đừng quên rằng may mắn liên quan mật thiết đến cái năng lực, đến cái giá trị của mỗi con người. Khi bạn càng ít năng lực, vận may sẽ càng ít đến với bạn. 4. Sống trọn vẹn cho hiện tại, làm tốt nhất cho hiện tại. Trạng thái của một người ấy có ảnh hưởng lớn đến cái vận may của họ. Khi bạn sống cho hiện tại và tập trung tất cả năng lượng của mình vào những cái công việc hiện tại bạn đang làm, cuộc sống sẽ có những cái điều bất ngờ xảy ra với bạn. Giáo sư Trung Quốc Lý Thiện Hữu cũng đã từng đúc kết rằng, hãy để những cái việc trong hiện tại được thực hiện đến trọn vẹn, rồi may mắn sẽ tự nhiên tìm đến. Thế nên, cần phải học cách làm tốt mọi việc thay vì ưu tư vào quá khứ và tương lai. Khi mà tâm trí của bạn được bình yên và giảm bớt cái ưu tư ấy, thì may mắn sẽ tự gõ cửa nhà bạn. Mưu cầu sự an yên trong nội tâm là mong ước của nhiều người trong suốt cuộc đời. Thế nên, cái sự bình an trong nội tâm của bạn xuất phát chính từ cái sự biểu hiện xuất sắc về cái hiện tại, quá khứ mà bạn đã làm. Bạn càng làm tốt thì giá trị của bạn càng được ghi nhận và chào đón trong mắt mọi người. Tương lai bạn càng được đón nhận, đó chính là sự may mắn. Quý vị thân mến, tuy đã đề cập ở trên nhưng tôi vẫn muốn khẳng định lại với quý vị một lần nữa rằng may mắn đến với mỗi con người chúng ta ấy, với những mỗi con người là không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cái thành công và thực sự bản lĩnh để bắt tay vào cái cơ hội của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.